Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lời? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ giữa chén quét nhà làm vườn chăm con, nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Giờ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Trời ơi trời, phải chi có tiền mua cái máy massage chân nha trời. Giờ mà có massage chân nó chạy trong đá. Má à, làm gì ngồi buồn làm bèm mình vậy? Xong bật tivi lên coi. Má má muốn cái máy massage chân. Ê, có mấy triệu à? Con mua cho má nha. Vậy cái máy massage mà hôm bữa má cho con coi không? Trời ơi, cái máy nó đẹp lắm. Mua nó bởi vì mua cho má đúng không? Rồi vậy con là thương má nhất cái trong nhà này. Rồi con cũng thương má. Đi 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 đi. Đi đâu? Đi mua đi mua đi mua. Gì trời? Tiền đâu mua? Má quên là con đi làm bao nhiêu tiền con phải nộp lại cho vợ con hả? Vợ làm gì có tiền mua cho má? Thôi ngán chờ đi, bữa nào cũ dư dư rồi cũng mua cho nha. Tôi bất hạnh rồi chứ. Đời quá bi kịch. Không bao giờ tôi ước cái gì mà tôi có cái đó. Thôi mà. Hả? À, ngoại ơi. Ba ơi. Cái gì vậy? 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 Cái gì mà la dữ vậy con? Con gặp ác mộng á. Ác mộng đó mà làm thấy ghê vậy. Rồi, không, rồi. Sợ lắm á ba. Rồi, con thấy tự nhiên nguyên một cái chiếc xe tải bự cho bá vậy nè. Nó có chạy theo con hoài, con đi đâu nó cũng chạy heo lỡ nó cán con sao? Nhưng mà con nằm ác mộng mà thấy có người lái không? Không, con không có thấy ai lái chứ. Nhưng mà trước cái đầu xe nó ghi nguyên một cái số 22 bự cho bá nè. Rồi, nè hên á là con nằm mơ. Chứ thử mà người khác nằm mơ coi. Đảm bảo với con là người đó sẽ lấy tiền đi mua vé số. Mà lấy tiền mua vé số là sao bạn? Con còn nít con không hiểu đâu. Giờ còn sợ đúng không? Ở đây đi theo ba dắt đi mua kem ăn chịu không? Chịu ba. Con của ba có nhà nằm mơ thiệt tình. 22 hay là mình đi mua vé số đi. 22 biết đâu có trúng thì sao. Trúng rồi trời ma. Trời ơi sao mình ngu quá vậy ta. Sao mình không mua 10 tờ. Trúng 800 ngàn luôn đúng không. Ai về tôi mua có một tờ. Mà tôi kể nó đi. 100 ngàn biết sao nó có trúng là được rồi. Và nó trúng số rồi. Mà vụ gì? Vụ gì trúng cái gì? Má giấu cái gì vậy? Hả? Ông ơi bạn má báo với má, má mừng ơi với quê trúng lúa. Trúng lúa phải trúng lúa không? Trúng lúa má đó nha. Dạo này là con thấy má suốt ngày cứ hay mua vé số đi đó. Có đâu mua vé số đâu, không mua vé số không mua đúng không? Nhắc vậy thôi đó. Trời ơi, tao không mua vé số mà tao trúng nè. Nhắm mắt lại, lắng nghe hơi thở đều đều. Số mấy? Số mấy? Con ngủ đâu mà số mấy ở ngoài. Thôi thì sao không ngủ đi? Con ngủ không có được. Rồi, khó ngủ đúng không? Uống sữa. Bà ngoại pha cho bà ngoại qua chưa kịp uống. À uống sữa vô. Người ta nói uống sữa rất là dễ ngủ. Uống vô uống, uống vô uống, uống 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 uống. Rồi nằm xuống đây, nằm đây. Nhắm mắt lại, lắng nghe hơi thở đều đều đều. Sao không ngủ đi?
con ngủ thì con nằm mơ, con nằm mơ cho cái số bà mua vé số bà mới trúng. Mà con ngủ không có được, khó ngủ quá à. Tiếp tục cho đây. Cái gì nữa ngoại? Ăn kẹo hạt sen. Hạt sen dễ ngủ 100%. Cái này là không có thuốc, không có thang vậy đó. Thôi con không biết ăn hạt sen đâu. Nó ngon cứ lắm. Gì đâu. Ngon lắm nè. Ngon quá. Hạt sen rất béo. Thơm. Ủa ăn gì ạ? Dạ. Thôi ăn gì kệ. Ăn gì kệ người ta. Đi đâu à? Trời ơi, ta nói tôi nhức cái lưng quá. Cái lưng tôi nó đau quá. Tính qua xin miếng rượu thuốc về sức cho đỡ đau. Ngồi đi. Chờ chút tôi lấy cho. Rồi, cảm ơn nghe. Gì con? Dạ hạt sen không? Hạt sen hả? Con cứ ăn thử đi. Trời ơi, cảm ơn con, ngon lắm bạn con. Ông Tứ ăn hết luôn đi, tại con không có biết ăn. Ồ, không biết ăn chè hạt sen hả? Chè hạt sen lắm, mát, dễ ngủ lắm. Hồi nãy tính ra chợ ăn là may quá. Nè, đỡ tốn tiền. Nè, rượu thuốc nè. Cái gì vậy? Hạt sen của nó hả? Trời đất ơi, của cháu tôi mà. Bà hai con nó mời thì ăn chứ hai trời ơi. Ai ham ăn đâu. Gà vô duyên. Đối khác lắm hay sao mà có chén chè của nhỏ nên nó ăn để nó ngủ à. Mà cũng thồn hết chứ không à. Thôi đi về đi. Trời ơi trời. Con mời ông chi để ông bị chửi bị mắng vậy con mà. Sao cho ngủ giờ này mà tự nhiên sao ngủ. Làm gì ngủ con chi? Ngủ đi nằm mơ. Nằm mơ rồi thấy số để cho bà. Để cho bà nó đi mua vé số cho trúng cho con chi. Ủa có thấy không con? À ý là hôm bữa con gặp ác mộng. Ác mộng? Cái con thấy số 22. 22. Xong rồi ngoại đi mua vé số. Vô ngay trúng số 22. Trúng luôn. Vậy hả? Ngủ. Vậy là bữa nay là muốn nó ngủ lại để nằm mơ nữa đó hả? Đúng vậy, đúng ngủ vậy. Ngủ mà cho ăn hạt sen uống sữa hả? Nó đâu có hiệu nghiệm liền đâu. Ủa vậy hả? Muốn nó ngủ không? Muốn cái gì cho nó ngủ liền? À tiệm thuốc tây mua 5 viên thuốc ngủ cho nó uống là ngủ liền chứ gì. Trời ơi, trời sao tôi không nghĩ ra. Được rồi, ông đi về đi con. Ở coi nhà, bà ra mua liền 5 viên thuốc ngủ cho con uống. Bà điên hả? Trời ơi, tôi nói vậy bà tưởng thiệt hả? Bà cho nó uống 1 viên là nó ngủ 2-3 ngày luôn á. 5 viên là nó đi luôn á, hiểu không? Trời ơi, cái gì đâu mà bà gì vậy trời. Bà ruột đó, bà ngoại đó. Mà ác, ta nói mùa này rồi mà còn tính vào giờ nằm mơ rồi giải mộng rồi đánh đề. Đánh chơi, cái đạo gì vậy trời. Nó vẫn chơi. Coi lại mình đi. Coi gì, đi về đi. Bực bội à, qua xin có miếng rượu thuốc à. Mà bị mắng vô trong mặt á. Tao bao được rồi, không có xin nữa nghe chưa. Lần này lần cuối cùng á. Ngủ con, ngủ. Nhắm mắt lại, tập trung hơi thở. Sau đó Misa. Thở đi. Cái gì vậy? Má. Nó ngủ, nó đang ngủ dạ. Ngủ cái gì giờ này mà ngủ? Thức dậy liền. Dậy học bài, làm bài đi đàng hoàng. Học bài cái gì? Trời ơi, con nhỏ học bài cả ngày đi. Bây giờ nằm ngủ chút xíu để trời. Bây giờ nó ngủ xong nó tỉnh táo vậy nó sẽ học bài. Trời ơi, sao mình trời. Đúng không con? Con nít anh mà không ngủ không đủ là coi như là nó sẽ yếu dần. Và nó sẽ đi luôn, đúng không? Bây đúng giờ anh thử cái chuyện này đi. Đúng là đúng làm sao? Không, tại vì ở cái tuổi này nó phải ngủ nhiều thì nó mới phát triển được. Đúng, phát triển kiểu gì? Ngủ thì phát triển được kiểu gì? Anh nói coi thì... Bây giờ con nít là phải được vận động, phải nói chuyện với ông bà cha mẹ để mà mình tăng thêm kiến thức, học hành đàng hoàng. Nó nói gì? Bây giờ một câu thôi con trả lời đi. Má đúng hay là vợ con đúng? Nói đi. Thì nói đi. Tất nhiên là má. Má sao? Má sai. Cái tuổi này là tuổi ăn, tuổi học. Là ăn xong là phải học chứ không có ngủ. Mày hèn dữ vậy Dũng. Hồi nãy rõ ràng mình nói má đúng rồi. Giờ mày nói con vợ mình đúng là sao? Nói chung á là bây giờ là má sai rành rành rồi. Bây giờ con nít là phải thức dậy, là phải chơi đùa. Thôi rồi, tôi sai, phải không? Tôi sai. Tôi nhận là tôi sai, nhưng tôi yêu cầu mấy người đi vô trong. Đi hết vô trong cho cháu tụi nó ngủ. Còn bằng không tụi bé không vô. Tao bỏ nhà tao đi. Má sẽ bỏ nhà đi tao đi. Đi không gì vô. Thôi đi vô trong. Thôi đi vô trong. Thôi để em vô trong được rồi má. Được rồi, thôi kệ má đi. Lâu lâu má muốn làm gì cho má làm đi. Ngủ đi con. Trời ơi, sao ngoại không để ba mẹ cãi lộn nữa vậy? Nãy ba mẹ cãi lộn ngủ ngon quá trời luôn á. Con nói sao? Cả nhà ồn ào thì con mới ngủ được hả? Ngủ ngon lắm luôn á ngoại, để vậy con nằm mơ. Nằm mơ, con nằm mơ con thấy cái gì? Số mấy?
Hình như theo cái trí nhớ của con nhớ trong giấc mơ của con là con thấy 10 chiếc xe máy. 10 chiếc xe máy? Xe máy. Rồi được chưa? Bây giờ mày thức hay ngủ mặc kệ mày. Tao đi mua đây. Ngoại đi đâu vậy ngoại? Anh á, nói cho anh biết nha. Bây giờ tới được anh nè, cái chuyện nấu cơm bếp nút thôi mà lo cũng không xong bây nữa. Bây giờ anh em phải từ nay về sau khỏi nấu nữa đi. Anh phải nấu, nhà mới có đồ ăn chứ tự nhiên không nấu. Cái nấu gì vậy? Ai mà ăn cho nổi? Nấu không được, vậy em chỉ anh nấu cho anh. Và con số cuối cùng là con số 12. Vâng, số cuối cùng là số 12. Hả? Không phải số 10. Tại sao là 12? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. À má, cái tiền mà bữa con cho má mượn á, má đưa con được không? Vợ con đang đứng ở ngoài, hôm nay là bữa sale cuối cùng, không ra, không hốt kịp là vợ con hốt con luôn á. Mua là chết à? Không mua được là con chết. Má ơi, tiền đâu là mơn móc ra đưa con. Xài hết. Ê, má ơi, má làm vậy là má giết con rồi má ơi. Alo, anh đi tới đâu rồi? Lẹ lẹ coi, mấy người đang me cái vỏ rồi đó. Tôi mà không mua được cái vỏ này là anh mềm mình với tôi nghe chưa? À, anh biết rồi, anh biết rồi, anh ra liền. Chết rồi. Trời ơi, cảm Misa. Ơn con nhiều nha. Misa. Trời đất ơi, con dễ Misa. Thương quá trời á. Nãy nghe nè, ông mới đau vui ở trong lòng lắm. Trời ơi, sao? Nhờ con, ngoan dễ thương quá trời quá đất à. Mặc bộ đồ đẹp à. Chiều nay nhớ mặc nghe. Dạ. Trời ơi. Thật rồi Misa, thật rồi Misa, chỉ có một con thôi Misa. Mơ. Mà nó là 12. Nhờ cái con số 12 đó tôi mới trúng số đó. Ta nói còn Misa nè, nó nói cái giấc mơ của nó đêm qua cho tôi nghe. Cái tôi đi ra đường tôi thấy có thằng nhỏ đó, nó còn 4 tờ vé số mà số đuôi là số 12. Cái tôi thấy vậy thôi tôi mua luôn cho nó chiều trúng, trời mừng quá. Misa. Dạ. Tại sao con nói với bà là số 10 chiếc mà con nói với ông Tư là 12 là sao? Khuôn nhà dễ chợ. Không phải đâu ngoại, bà ngoại hỏi con á là con nhớ rõ ràng á là có 10 chiếc xe. Xong cái tự nhiên con gặp ông Tư, cái con định thần lại, nó tới có 12 chiếc, cái con nói với ông Tư luôn. 12 chiếc? Con thông minh cái chỗ là định thần. Không có gì mà thông minh. Trời dễ thương quá trời, mai mốt có như nằm mơ thấy gì nói cho ông nghe nghe. Dạ. Thôi. Trời ơi. Chú Tư ơi, má ơi. Con Misa nó còn nhỏ xíu rồi, nó có biết cái gì là giải mộng xổ số đâu. Misa, con đi lên lầu liền cho ba. Từ đây trở đi, kể cả con có nằm mơ chuyện gì cũng không được nói, nghe chưa? Dạ. Đi lên lầu. Dạ. Cảm ơn con. Chú ơi. Hả? Chú trúng số hả? Ừ. Mấy tờ? 4 tờ. Hỗ trợ cho con 4 triệu được không? Thằng này mắc cười dễ sợ. Tôi trúng có 400 ngàn à, kêu tao hỗ trợ 4 triệu. Trúng 400, mua bộ đồ cho con mày hết 200. Tao cho thằng bán vé số hết 100. Tao còn 100, nãy mới ăn đậu hũ bánh lọt hết 50. Giờ tao còn có 50 à cha. Cho con 50 cuối cùng này nha. Chi vậy? Con mua bông băng thuốc đỏ. Sao vậy? Con đi nộp mạng cho vợ con. Vợ tôi là nhất, bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Nhớ. Thôi, đừng. Con mới hát cái bài nào mà cái giọng con nó cao, mà cao chót vót, mà nó réo rắt rồi chứ, được con đừng có hú như vậy. Lại đi. Nhớ. Ba thôi. Khoan, chờ xí. Cái gì vậy ngoại? Bà thí dụ ơi, thí dụ mà nếu mà nó dứt quá rồi thì bà mới đối phó. Rồi rồi. Mẹ tôi đưa tôi ra đường lại mọi miệng bà đời cho xin ăn tôi. Lên rồi, lên rồi. Lên lên cô. Hay quá. Ủa sao vậy? Mở mắt ra ông, mở mắt ra đi. Ông làm cho bà cháu tôi sợ quá à. Ngoại ơi ngoại, hay là mình gọi cấp cứu đi ngoại. Lỡ ông Tứ chết. Ê nó bậy, làm sao chết được. Cái này là cái choáng thôi. Người già đôi khi là nó đi ra ngoài đường đó, tự nhiên đó một làn gió thoáng qua cái đó, choáng, cái gì đó.
Anh tức. Không hết rồi, hết rồi. Đó đó thấy chưa, tỉnh rồi chưa? Đây này, đây này, quay cho bà. Tỉnh chưa? Mở mắt ra. Đây là đâu? Nhà tôi. Lấy một kiếm cho bà. Ông vẽ rồi ha, Ôi sao? Nó đỡ giùm. Sao tôi nằm trong này vậy? Ông đang đi trên đường, thế tự nhiên cái đến trước cổng nhà tôi à, cái tự nhiên cái ông loạn trọn cứ muốn té xuống. Trời, bà cháu tôi sợ quá, lật đật chạy ra đỡ không vô đó. Vậy hả? Ừ, bà với lại con đỡ ông. Ừ, hồi nãy tôi đang đi bình thường. Ừ, tôi nghe ai hát giống như đinh đóng vô ốc, đóng cắt lông não, tôi mới xỉu. Trời ơi, nó hát luyện thanh mà gì nó cọc cọc lông ốc. Khỏe rồi ha. Tôi cảm ơn. Ôi, ơn nghĩa gì không biết nữa. Hồi nãy tôi nằm đó hả? Thôi tôi đi về nha. Nè, thiệt khỏe chưa? Thiệt khỏe hay gì à? Chứ mà còn mà choáng váng á là không có nên đi té. Cứ ngồi đỡ ở đây đi. Ha, em sao đâu? Em đẹp quá. Con chà đi xa. Sao nguyên quá? Ông dạ. Tứ nè con. Ông Tứ hả? Người chứ bộ ma sao con làm gì hết hồn hết vía vậy? Sao hôm nay ông Tứ trẻ quá vậy? Cảm ơn con, ông đổi hình ảnh. Bộ ông Tứ đi cứu vợ hả? Gần giống. Misa. Dạ. Ông đến đây ông nhờ con chuyện. Dạ, ông nhờ con đi. Nè, con làm ơn á, đưa cái này cho bà ngoại con nghe. Nhớ đưa tận tay bà ngoại con nghe. Khoan ông ơi, nhưng mà hôm nay đâu phải sinh nhật của ngoại con đâu. Ông phải sinh nhật, nhưng mà con cứ đưa cho ngoại con đi nghe. Rồi đưa này luôn cho ngoại con, nhớ đưa tận tay bà ngoại con nghe. Mà ông Tứ ơi. Hả? Trong đây là gì vậy? Tiền hả? Không phải tiền, nhưng mà không được mở ra coi. Dạ. Đưa tận tay bà ngoại con đó nghe. Dạ. Cảm ơn con. Thôi đừng có coi. Nhớ không? Nhớ dạ. Ông dặn gì không? Đưa tận tay cho bà ngoại. Cảm ơn con. Dạ. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Tình yêu vẫn đẹp sao? Hôm nay ông Tứ yêu đời dữ vậy trời. Dạ. Con chào ba. Sao không ở trong nhà học bài, đi đi ra đây làm cái gì đó? Con nhận đồ giùm bà ngoại nè. Con phải đưa tận tay cho bà ngoại. Đứng yên. Cái này. Dạ. Đưa cho bà ngoại. Phải đưa tận tay luôn. Cho bà coi coi. Hôm nay mày đặt cãi ba nữa hả? Không phải. Ba nói là cứ đưa cho ba, rồi ba sẽ đưa tận tay cho bà ngoại của con, được chưa? Ba nhớ đưa tận tay nha. Thì ngoại là bà ngoại của con, còn ba là con của bà ngoại, thì ba sẽ đưa tận tay, được chưa? Dạ được. Nâng niu, cái này là không được mở ra nha. Biết rồi, không có mở đâu. Không ba, được mở ra nha. Ba không có nhiều chuyện, con cứ đi vô nhà đi. Nhớ nha. Con gái còn đứa gì đâu, nhiều chuyện. Nói tới nó lù hoài. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn sinh tỏ tình. Ngày anh gặp em, trái tim anh đã lạc đi một nhịp. 1, 2, 3 năm em có đánh rơi nhịp nào không? Anh muốn hỏi em rằng, Tư ơi, chân em có mỏi không khi em chạy trong giấc mơ của anh cả đêm? Rồi coi,
Cha nào mà viết thư sến dữ vậy trời. Nên nay anh viết đơn này xin được tỏ tình với em, người thương của Tư. Mong Tư chấp nhận tình cảm của Tứ. Tứ? Trời, ông Tứ bị sao vậy? Misa. Dạ. Con thương ông không? Dạ thương. Con vô kêu bà ngoại con ra đi. Trời. Nếu mà ngoại con không ra, ông không có về đâu. Trời. Ông ở đây luôn. Ngoại ơi, bố ngoại ơi, bà ngoại ơi. Cái gì vậy không biết nữa. Ngoại ra nhanh ơi. Ngoại ơi, làm cái gì mà con la bại hải vậy hả Misa? Cái gì vậy? Đau bụng hả? Về nhà đi. Hả? Con Misa. Nó đứng đây cũng được, mắt ôm mắt chai gì đâu, đuổi nó vô. Nhục quá, nhục. Đi vô. Tư. Cái gì? Tại sao tôi làm như vậy? Làm sao? Bây giờ tôi tính sao? Hả? Tính gì? Tại sao Tư đối xử với Tứ như vậy? Hôm trước Tứ làm một cái đơn tỏ tình gửi cho Tư, Tư không chấp nhận, Tư không trả lời thì thôi. Tại sao Tư lại chụp nguyên cái lá đơn đó, Tư quăng lên Facebook? Tư có biết là chỉ có mấy chục like thôi mà mấy trăm comment nhào vô ghẹo Tư. Tư có biết là Tư đau lắm không? Tư buồn lắm không? Và Tư nhục lắm Tư. Có gì đâu. Thì tại vì thấy bức thư đó vui vui quăng lên chém gió cho ta cười vui. Trời ơi, tại sao tôi làm như vậy? Tại sao tôi lại đùa giỡn với tình cảm của Tứ? Tại sao lại quăng lên Facebook cho chúng sanh đùa cợt, chúng sanh chém gió? Mình già rồi cho nên đó đừng có làm như vậy. Tụi nhỏ nó cười nha. Trả lời đi. Trả lời dứt khoát đi. Nếu như Tư không trả lời, ngày hôm nay Tư quyết định ở đây và không bao giờ Tư về nữa. Tư ở đây, Tư sẽ ở đây. Rồi ở đây luôn đi ha ha. Vậy đó, dứt khoát rồi đó, ở đây luôn đi. Rồi, vậy đi. Mở cửa ra. Đừng làm như vậy mà Tư ơi, Tư đừng làm như vậy. Tư ơi. Không, Tư sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tư, anh yêu em. Tư, I love you. Tư, anh yêu em. Bác Tư. Bác Tư, bữa nay bác ăn mặc đẹp vậy bác. Chuẩn bị đi hỏi vợ bác. Là sao? Ăn mặc đẹp chày á. Dạ thì chắc rồi. Đừng nói con á là bác theo đuổi bà Tư nữa nha. Mà bác biết gì không? Biết bà gì? Tư á nổi tiếng là hung dữ nhất xóm này. Bác có gì hối hận không? Sao? Nói xấu bà Tư hả? Ê, mày có tin dép Lào đập nát mặt mày không? Hả? Hả? Có xấu người người hả mày? Hả? Có gì đâu. Nào! Đi về! Về không? Không về. Chừng nào Tứ trả lời rõ ràng cho Tứ thì Tứ mới ra về. Còn nếu không, Tứ sẽ đứng đây mãi mãi. Cái gì đây? Nước. Ta tạc. Tạc nước à? Ta tạc ướt nhẹp. Bây giờ có tạc nước cống anh cũng không sợ. Trời đánh anh cái răng, kêu anh đừng yêu Tư anh cũng không. Ai là kiều. Sửa tướng này đi. Làm gì đó. Ta quay. Ta quăng. Quăng lên. Ta up lên Facebook. Được đó, nữa đây. Rồi, tao quay. Muốn quay chứ gì? Tao quay. Muốn quay thì cứ quay đi. Đây, cứ quay, đây. Xin giới thiệu với mọi người, tôi là
Tô Tự Tứ. Tôi là U60. Nhưng mà mọi người nhìn đi, đây coi, tôi là U60 chứ tôi còn trai tân. Đây đây đó, trai tân. Dạ, tôi đang yêu bà Trần Thị Đoan Trang, tức bà Tư, là bà này nè. Đó, bà này tôi yêu bà đó. Tôi á, tôi là tôi yêu bà này đó, đó. Mọi người thấy không đó, đó người đàn bà dễ thương không đó. Tôi yêu đến chết mà, coi như là yêu chừng nào bà mà coi như là bạc đầu thôi, đang đóng đầu bạc thôi đó. Yêu yêu tôi yêu bà, tôi yêu bà. Bà Tư ơi, tôi yêu bà, tôi yêu bà. Ơi ơi, đi bà xóa, đừng có xóa, đừng có xóa. Tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông khoai thế nếu muốn gia đình ấm êm, chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế nếu muốn vợ cười vợ vui, sợ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời.